Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 806. Việc đầu tiên thầy sơ đồ hóa bài toán. Nhôm chưa biết, Cr2O3 biết số mol là 0,03 rồi. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, thầy thu được nhôm oxit và crom. Cái vấn đề là nhôm dư hay không thầy chưa biết. Nhôm dư hay không thầy chưa biết, thầy phải chứng minh. Cái việc chứng minh nhôm dư hay không này rất đơn giản thôi. Thầy có như sau. Crom của thầy bảo toàn crom là 0,06 mol. Như vậy nếu như chỉ có crom mà không có nhôm dư thì hiro của thầy là 0,06. Mà trong khi đó nhôm crom là 0,09, vậy chứng tỏ nhôm phải dư. Đó, thầy chứng minh được luôn rồi, không cần phải xét trường hợp nữa. Nếu xét trường hợp thì các em xét hai trường hợp là nhôm dư hoặc Cr2O3 dư. Đó. Sau khi chứng minh được nhôm dư rồi thì mọi thông tin xử lý rất đơn giản thôi. Đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố oxy, oxy trong crom oxit này chui hết vào nước. Như vậy thầy có là H2O là 0,09. Thứ hai thầy bảo toàn E. Bảo toàn E của thầy như sau. Crom tính được là 0,06 rồi, bảo toàn crom. Bây giờ bảo toàn E thầy tìm ra được nhôm là 0,02. Bởi vì cả nhôm và crom đều tạo ra hiro. Vì thế 0,09 nhân 2 trừ 0,06 nhân 2 chia cho 3 thì kết quả sẽ bằng 0,02 mol. Bảo toàn nguyên tố oxy thì tìm ra được nhôm oxit là 0,03. Bây giờ người ta họ yêu cầu là thực hiện phản ứng với NaOH đặc thì NaOH phản ứng được bao nhiêu? Không có gì khó khăn cả. Khi phản ứng với NaOH thì chỉ có nhôm oxit và nhôm phản ứng với NaOH thôi, tạo thành NaAlOH 4 lần. Bảo rằng nguyên tố nhôm thì có nhôm sẽ bằng là 0,08. Nhôm 0,08 thì suy ra natri cũng bằng 0,08 và nghiễm nhiên NaOH bằng số mol natri và bằng 0,08 mol. Đáp án thì có là đáp án C.